chương vàng danh giá trên tay của một người Việt Nam đã phá kỷ lục Olympic 2016 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm nên giây phút lịch sử của mình sau gần 20 năm trời khổ luyện. Và ngành thể thao Việt Nam cũng đã tạo nên một cột mốc mới trong hành trình tham gia Olympic. Cách đây gần 20 năm, từ một cánh chim lạ của làng bắn súng thể thao quân đội, người lính công binh Hoàng Xuân Vinh đã được quân đội phát hiện, rèn luyện và trở thành cánh chim đầu đàn của bộ môn bắn súng nước nhà. Anh luôn trong top 10 vận động viên xuất sắc của thế giới ở nội dung bắn súng ngắn hơi cự ly 10m. Chính môi trường quân ngũ là điểm tựa vững chắc giúp Hoàng Xuân Vinh quyết tâm gắn bó cả cuộc đời với cây súng. Tôi bước về đội tuyển bắn súng quân đội thì tôi nhớ vào năm 1998 làm vận động viên bắn súng và được tham gia thi đấu các cái giải đấu. Và đó là một cái niềm vui. Tôi nghĩ rằng đó là một niềm vui trong cuộc sống. Và tôi rất là muốn chinh phục đỉnh cao của cái nội dung này. Sự khổ luyện của vận động viên bắn súng giúp anh hình thành đức tính kiên nhẫn, sự tập trung cao độ và chính xác gần như tuyệt đối. Giây phút yên lặng nhất của người xạ thủ cũng chính là thời khắc các anh tập trung trí tuệ và sức mạnh cao độ nhất. Bắn súng thể thao Việt Nam có nhiều khó khăn. Hoàng Xuân Vinh và nhiều xạ thủ đều tập luyện tại quê nhà bằng bia giấy, nhưng khi tranh tài ở quốc tế thì bằng bia điện tử. Trung bình mỗi ngày, xạ thủ phải tập nâng súng chay hàng trăm lần, phải nín thở đến thiếu oxy, ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng đành phải bóp cò mà không có đạn. Với ý chí vượt lên chính mình của người lính, Hoàng Xuân Vinh đã tự đứng lên sau thất bại ở những viên đạn cuối cùng tại Olympic 2012 và ASEAN 2010. Sau cái thất bại đó thì tôi cũng thấy rằng có một chút nối tiếc và tôi cũng chợt nhận ra là mình phải cố gắng hơn rất nhiều. Những người thầy quân đội và huấn luyện viên quốc tế đã đồng hành và đóng góp thầm lặng phía sau thành công của xạ thủ quân đội Hoàng Xuân Vinh. Vận động viên Nguyễn Quốc Cường, người 3 lần dự Olympic, đã dành trọn trí tuệ và niềm tin đối với người học trò của mình. Có những cái lợi thế đặc biệt, thực ra là những cái lợi thế đặc biệt. Về thể hình, Hoàng Xuân Vinh là một sĩ quan công binh rất là khỏe, được đào tạo qua trường sĩ quan, về kỷ luật rất là nghiêm túc. Về kỹ thuật thì vận động viên Hoàng Xuân Vinh ấy lại có một cái sự khéo léo. Trước đây Hoàng Xuân Vinh đã từng thi vào trường mỹ thuật, chứ là chân tay rất khéo léo và có cái đầu óc có rất là có cái tư duy trong tất cả mọi cái công việc. Trên ngay cả trong tập luyện tôi phối hợp với Hoàng Xuân Vinh thì rất là vừa ý. Báo chí trong nước đã dẫn lời của xạ thủ quân đội Hoàng Xuân Vinh chia sẻ cảm xúc đầu tiên sau chiến thắng như thế này: "Tôi luôn tự hào là người lính được quân đội nuôi dưỡng để có ngày hôm nay. Cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ, cảm ơn những người thầy đã dìu dắt, cảm ơn gia đình đã luôn ở bên." Có bao nhiêu cái thành quả tập luyện nhiều năm, đến bây giờ là tôi đã có được cái kết quả ngoài mong đợi. Khoảng cách từ trái tim đến đôi tay vàng của người xạ thủ thật ngắn, nhưng đó là cả một đời khổ luyện. Và tiếng súng của người lính trong thời bình đã mang vinh quang về cho Tổ quốc.